Tổng Bí thư Chủ tịch nước dự khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng. Sáng 14 tháng 10 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 3. Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được xác định là công việc then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề rất trọng yếu, quyết định mọi vấn đề, và cán bộ là cái gốc của mọi việc. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Từ Đại hội 11 đến nay, việc mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ quy hoạch, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thực sự được đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp. Thực tiễn cho thấy đây là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự trong các kỳ đại hội và đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, từng học viên đều là những hạt nhân đóng vai trò quan trọng, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Để đạt được điều này phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đổi mới tư duy, tầm nhìn, phương pháp, phong cách làm việc, hội tụ đủ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ, cùng nhau đạt được những kết quả cao nhất, hoàn thành tốt chương trình toàn khóa học.